Huy xin chào tất cả quý cô chú anh chị đang theo dõi kênh xe cũ miền Nam. Và ngày hôm nay thì Huy sẽ cùng với quý cô chú anh chị mình xem qua một mẫu xe mới được Toyota Tân Cảng bên Huy mua về. Toyota Innova số sàn được sản xuất vào năm 2019 quý chị. Đó, đèn này còn khá là mới quý chị nha. Đây, vỏ. Anh chị mua xe tại Tân Cảng bên Huy thì yên tâm, bên Huy sẽ cam kết đảm bảo xe không bị đông đụng, không ngập nước, bằng văn bản và có chính sách bảo hành về động cơ và hộp số cho quý anh chị mình đầy đủ nha. Đấy, nội thất bên trong của chiếc xe này còn khá là mới quý anh chị. Đó. Rồi, những miếng chống trải bật lên xuống, lót sàn ghế da. Rồi, bãi tố khí và những tính năng cân bằng điện tử của xe thì có hết nha quý anh chị. Đó, hiện tại thì công tơ mét của xe là 66.283 cây số. Là thảm lót cách nhiệt cho táp lô. Rồi, cửa gió, vị trí để những ly nước. Rồi, vô lăng đồ còn rất là đẹp nha quý anh chị. Cần số đây, cần số đây. Đó. À, hộp số thì có chế độ Eco, chế độ Power. À, xe này mới được bên Huy mua về thôi. Chủ xe đi cũng khá là kỹ các anh chị. À, nội thất còn thơm phức. À, thì anh chị mua về chỉ việc lái xe về và sử dụng thôi. Thì Huy cũng thông tin gửi đến cho quý cô chú anh chị mình sơ bộ để quý anh chị mình nắm nha. À, 2019 quý chị, 2019. Đây, xuất xứ Việt Nam. Rồi, gầm bệ đây quý anh chị. À, gầm bệ. À, dính sơn, dính sơn, dính sơn. Ok, về bên Huy sẽ tiến hành là vệ sinh, spa làm đẹp, làm đẹp bằng đập côn, bằng đập thắng, bằng đập ga. Rồi, những chi tiết bên trong. Đấy, anh chị nhìn nè. Đó. À, những chiếc xe như thế này thì anh chị mua về thì anh chị không cần phải làm bất kỳ vấn đề gì cả. Bên Huy sẽ tiến hành làm spa làm đẹp toàn bộ ngoại thất cũng như nội thất bên trong. À, keo sùng còn nguyên quý anh chị ha. Rồi, táp bi cửa sau bên tay. Hiện tại thì cái mẫu xe này đang được Toyota Tân Cảng bên Huy niêm yết với giá là 540 triệu và giá trên bên Huy còn đang hỗ trợ bất lọc cho quý anh chị. Đó, cho nên là quý anh chị nào quan tâm thì anh chị liên hệ ha. Huy sẽ hỗ trợ cho quý anh chị mình rõ hơn để anh chị mình mua về sử dụng cho gia đình. À, với một bộ ghế da màu nâu rất là đẹp. Thì đây là một trong những cái sản phẩm với chất lượng đã được bên Huy kiểm tra kỹ lưỡng. Anh chị yên tâm ha, yên tâm. Đấy. À, mới vừa về thôi quý chị. Chưa có spa, chưa có làm đẹp gì hết. Tôi Huy cũng thấy xe nó cũng khá là ok cho nên là quay cho quý chị mình xem. Đó, anh chị thấy ha. Rất là đẹp luôn, khai để đồ ha anh chị. Đấy, vị trí này. Đó. Đây, đồ nghề ha, đồ nghề con đội còn hết. À, bên trong anh chị nhìn ha. Khá là chắc luôn. À, với những chiếc xe 2019 như thế này thì anh chị sẽ có được tính năng như Huy chia sẻ là cân bằng điện tử quý chị. Đó. Đây, ghế đồ còn mới tinh. À, bằng ghế sau thường ít khi có người ngồi quý chị, cho nên là chị nhìn này ha, nó không có bị tróc nhiều ở chỗ cái phần cái ngầm ở phía dưới quý vị. Đây còn tắp bi cốp sau. Đấy, ok, chuẩn chỉnh quý chị. À, chuẩn chỉnh với một cái mẫu xe ha, gia đình, xe gia đình quý chị, xe này xe gia đình đi. Khá là kỹ, đã được bên Huy kiểm tra kỹ lưỡng 176 mục rồi, cho nên quý chị yên tâm. Đây, vỏ bọng gầm bệ ha, còn rất là ok luôn. Đấy. Xe thì qua sử dụng với những cái tiêu chí đảm bảo không bị đâm đụng, không ngập nước, thì đó là những cái tiêu chí quan trọng của quý chị ha. Động cơ máy móc ok thì anh chị yên tâm mua về và sử dụng. Và bên hãng thì bên Huy rất là kỹ lưỡng trong vấn đề động cơ, hộp số, gầm bệ. Bên Huy về sẽ kiểm tra kỹ lưỡng 176 mục. Và những chiếc xe tại hãng thì anh chị yên tâm, không phải lo lắng gì hết. Những chiếc xe bên Huy thì đều được kiểm tra 176 mục. Và bên Huy sau khi kiểm tra là bên Huy chạy thử ngoài đường, test thử với đội ngũ kỹ thuật rất là giàu kinh nghiệm và những anh thuộc là master, những anh mà kiểm tra về vấn đề di chuyển của xe, sự an toàn, thì mấy anh sẽ chạy và rất là kỹ, cho nên là quý anh chị mình sẽ yên tâm ha, tuyệt đối. Ok, thì đó là thông tin sơ bộ Huy muốn chia sẻ gửi đến cho quý anh chị vào buổi chiều ngày hôm nay. Thì hôm nay xe cũng mới vừa về, Huy cũng quay sơ lược ha để quý anh chị mình xem thôi. Còn mà chi tiết hơn thì có thể là Huy sẽ dành nhiều thời gian hơn để cùng với quý anh chị mình trải nghiệm qua. Tại do là cái mẫu xe này nó quá là quen rồi quý anh chị, quá quen rồi, cho nên là Huy cũng không có nói quá nhiều về cái mẫu xe này. Thì quan trọng là quý anh chị nào mà thích cái mẫu xe này thì cứ đến trực tiếp bên Huy xem xe, rồi Huy sẽ cùng quý anh chị mình trải nghiệm và mình cảm nhận được về cái sự thoải mái cũng như là sự chuẩn chỉnh của một
cái mẫu xe rất là quen thuộc. Những tính năng cân bằng điện tử của xe thì có hết ở mẫu xe này. Và đây là một chiếc xe cũng mới vừa về, Huy mới vừa lái về, 2022 quý anh chị, màu đồng bánh kim. Ok, rồi, thông tin sơ cho quý anh chị mình nắm thì quý anh chị nào quan tâm thì liên hệ với Huy theo số điện thoại trên màn hình, Huy sẽ hỗ trợ tư vấn rõ hơn cho quý anh chị ạ. Và Huy xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý anh chị đã dành thời gian theo dõi video. Huy xin kính chào và hẹn lại quý anh chị ở những video tiếp theo. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh ở góc dưới bên phải màn hình để có thể đón nhận những sản phẩm mới về tại Toyota Tân Cảng, đại lý chính hãng của Toyota Việt Nam nha quý anh chị nha.